Chào mừng các em cùng quay trở lại với khóa học tin học lớp 4 trên trang web olm.vn. Trong cuộc sống, các em bắt gặp nhiều dạng thông tin được thể hiện qua các đồ vật. Một chiếc đồng hồ có khả năng báo thức, giúp em thức dậy đúng giờ. Một biển cảnh báo biểu thị cấm hút thuốc tại nơi công cộng. Một bảng thời khóa biểu giúp em biết được môn học trong ngày mai. Vậy thông tin được thể hiện trong các hình trên dưới dạng nào? Đúng rồi! Đồng hồ phát ra âm thanh giúp em biết được đã đến giờ thức dậy. Hình ảnh điếu thuốc bị gạch đỏ giúp em biết được không được hút thuốc. Tên các môn học, tên ngày trong tuần giúp em xác định được các môn học trong ngày được thể hiện dưới dạng văn bản. Vậy những dạng thông tin trên được biểu diễn như thế nào trên trang web? Bài học thông tin trên trang web sẽ giúp em tìm ra câu trả lời. Bài học này gồm có 2 nội dung. Phần 1. Các loại thông tin trên trang web. Phần số 2. Tác hại khi truy cập trang web không phù hợp. Trong phần số 1. Các loại thông tin trên trang web. Ở trên màn hình là giao diện của mục học tập bằng bài giảng tương tác trên trang OLM. Quan sát giao diện này, em hãy cho biết các dấu hiệu để nhận ra các dạng thông tin trên trang web là gì. Em đã trả lời đúng rồi đấy. Khi nhấn nút học, em có thể nghe được giáo viên giảng bài, nghe được tiếng nhạc nền. Tất cả chúng chính là dạng âm thanh. Em thấy được thiết bị như ở trên màn hình. Vì chúng được thể hiện dưới dạng hình ảnh trên trang web tương tự như các thiết bị ở trong đời thực. Em cũng đọc được các nội dung, các kiến thức được hiển thị trên bài giảng được viết dưới dạng văn bản. Như vậy, cả 3 dạng thông tin mà em biết được đều được thể hiện trên trang web. Kết hợp các dạng thông tin như âm thanh, hình ảnh, văn bản giúp tạo ra một đoạn phim thể hiện thông tin một cách sống động và cuốn hút hơn. Thầy có 2 hình ảnh sau. Hình A là con trỏ chuột đặt tại vị trí ngẫu nhiên. Hình B là con trỏ chuột đặt tại dòng chữ là tên của bài học. Em hãy quan sát hình ảnh và cho thầy biết biểu tượng con trỏ chuột có điểm gì khác biệt. Đúng rồi, biểu tượng con trỏ chuột thay đổi từ dạng hình mũi tên sang dạng hình bàn tay đang chỉ. Sự thay đổi này chỉ xuất hiện khi con trỏ chuột đặt tại tên của bài học và phần tên của bài học cũng được chuyển thành dạng chữ gạch chân. Trên trang web có nhiều vị trí mà ở đó con trỏ chuột sẽ thay đổi thành hình dạng bàn tay đang chỉ. Những vị trí này có thể là văn bản hay hình ảnh. Khi nhấn vào các vị trí này, một trang web khác sẽ được mở ra hoặc tự di chuyển đến một vị trí khác. Những vị trí như vậy thường là nơi chứa các siêu liên kết và cũng được gọi là một dạng thông tin. Siêu văn bản là một loại văn bản có nhiều dạng thông tin khác nhau như âm thanh, hình ảnh, văn bản, video và các siêu liên kết. Vậy có thể coi một trang web là một siêu văn bản không? Trang web cũng được coi là một siêu văn bản vì nó chứa các dạng thông tin trên. Để củng cố kiến thức phần này, các em hãy cùng thực hiện yêu cầu sau. Quan sát các hình minh họa và cho thầy biết đâu là một ví dụ về siêu liên kết. Đúng rồi! Hình đầu tiên là một siêu liên kết vì biểu tượng con trỏ chuột có hình dạng bàn tay trỏ ngón và văn bản được gạch chân. Sang phần số 2, tác hại khi truy cập trang web không phù hợp. Bạn nhỏ trong hình đã truy cập vào một trang web không phù hợp với bản thân.
Hành động này khiến bạn nhỏ gặp rắc rối gì? Hành động truy cập vào trang web không phù hợp dẫn đến nhiều rắc rối như bị bắt nạt, bị đe dọa bởi nhóm người dùng trên mạng, trở thành nạn nhân của lừa đảo, lãng phí thời gian vào các tin tức chưa được kiểm duyệt. Vì vậy, nếu xem thông tin không phù hợp, chưa thể hiểu biết hết sẽ gây ra nhiều rắc rối. Những thông tin này cũng gây ra một số tác hại khác. Xem các bộ phim kinh dị, chứa cảnh bạo lực, hình ảnh đồi trụy dễ gây ra những suy nghĩ tiêu cực và lệch lạc. Em có thể dễ nhiễm các tật xấu, hành vi xấu bởi các hành vi thiếu văn hóa trên mạng. Chưa có đủ hiểu biết, dễ tin tưởng các nội dung trên các trang web do người xấu tạo ra sẽ khiến em trở thành nạn nhân của lừa đảo, dụ dỗ hay bắt nạt. Cố tình truy cập các trang web không phù hợp khiến em lãng phí thời gian dành cho các hoạt động khác như học tập, vui chơi với bạn bè. Qua những tác hại vừa rồi, em cần nhớ rằng không được xem hoặc cố tình xem các trang web không phù hợp. Kết thúc bài học ngày hôm nay, các em cần ghi nhớ những điều sau. Thông tin trên trang web thường ở dưới dạng như hình ảnh, âm thanh, văn bản hoặc video. Không được xem các trang web không phù hợp với lứa tuổi vì nó gây ra nhiều tác hại. Vậy là bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.